Đưa cho con hỏi, nếu con không nói chuyện hoặc giao tiếp hoặc vui cười với những người mà làm con thấy sẽ sanh phiền não thì có sai không sư? Lúc trước có một người nọ là anh em bà con của con, họ kiếm chuyện với con, chửi con, chê con ngu, chê con nghèo và thậm chí cười cợt về chuyện của ăn chay. Nhưng con không đáp lại mà con chỉ cười cho qua rồi thôi. Con cũng không buồn phiền gì vì con biết xã hội này đầy rẫy thị phi. Nhưng sau này con gặp lại thì con không nhìn mặt họ, con cũng không vui khi thấy họ trước mặt. Rồi. Thôi nói như thế này ha. Đối với những người mà quý vị không có hoan hỷ á, thì quý vị nên tránh đi ha. Tránh được thì tránh. Tại vì chúng ta tránh nó không phải là mình tránh người ta. Mình tránh để cho cái tâm mình ấy nó không có phiền não là được rồi. Nhưng mà quý vị nên nhớ đó là đâu là bậc trí ha. Bởi vì có những bậc trí đó mà quý vị gặp thì các vị đó không có nhu cầu lấy lòng quý vị. Mà quý vị chỉ muốn gặp ai đó mà quý vị phải vui vẻ thì quý vị mới gặp, thì coi chừng là quý vị sẽ tự mình ấy đưa mình tách rời ra khỏi những bậc trí, bởi vì các bậc trí đó không có nhu cầu lấy lòng mình. Và khi mình sai, khi mà mình ngu, nó thẳng là như vậy, khi mình ngu á thì các bậc trí họ sẽ chỉ trực tiếp chứ họ không có cái kiểu mà khen vuốt đuôi, thì không có chuyện đó. Thành ra phải cẩn thận biết được cái người nào mình nên tránh, cái người nào mà họ sống ác ấy, sao không có giữ gìn năm giới, họ là những người ác khẩu thì mình tránh là đúng rồi. Nhưng mà những người mà có giới, những người mà có tu học, những người có tu tập đấy, những người có trí, thì mặc dù cái chuyện mà mình gặp họ đó không có vui vẻ gì hết, nhưng mà mình vẫn nên gần gũi để nghe họ chửi. Nghe họ chửi, ví dụ như họ nói ăn uống nó chỉ liên quan đến sở thích thôi, cái chuyện ăn ăn chay nó không dính dáng chuyện tu hết trơn. Cả đống người đó ăn chay thì vẫn dốt như thường, chay mình vẫn không có giác ngộ giải thoát. Con bò nó ăn chay thì ăn cỏ nó cũng đâu có giác ngộ đâu. Có đôi khi mình nghe những cái lời mà nó rất là chói tai, nhưng mà mình phải bình tâm để mình xét là cái chuyện họ nói đúng hay sai, và cái bậc đó là bậc trí hay bậc vô trí. Cái vấn đề á, là có đôi khi á, chúng ta chưa có chánh kiến, chứ là không có nói sư, trừ cái trường hợp những người ngu ra nói chuyện của gì dẹp qua một bên thì đúng rồi. Nhưng mà có đôi khi những người trí đó, nói với mình á, có một vài cái vấn đề mà nó chạm đến cái tà kiến của mình á, mình chịu không nổi, nhất là chạm đến những cái thói quen tà kiến của mình ấy. Thí dụ như nói anh thờ như vậy là sai rồi, cách anh sinh hoạt như vậy là sai rồi, cách anh tu như vậy là sai rồi, cách anh ăn uống như vậy là sai rồi, cách anh nhìn nhận vấn đề như vậy là sai rồi. Mà nếu như mà mình chịu không nổi, mình tránh đi, không nghe được, cái tâm sân lúc đó nó nổi lên, nó đùng 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 đùng, rồi mình tránh đi đó thì mình là người thiệt hại thôi. Bởi vì cái người ngu mình tránh đã đành rồi, mà người trí mình cũng tránh luôn, thì mình chỉ có cái nước là mình gần gũi với những người tà kiến và những người nịnh hót thôi. Thành ra sẵn đó thì sự nhắc quý vị đó, không phải mình lúc nào mình cũng đúng đâu. Có đôi khi mình tà kiến mà mình cần phải có những bậc trí mà chỉ cái tà kiến cho mình để mình thấy. Còn một cái vấn đề nữa, xin nói thì có lẽ là quý vị không có hoan hỷ, nhưng mà nói chánh pháp mà thì quý vị cũng nên nghe.
Đó là gì? Có những người đó mà khi họ sống bất thiện, họ sống tà kiến thì họ rất dễ nổi sân với người khác. Họ rất dễ tự ti. Ví dụ như khi người ta nói đến chánh kiến thì họ nghĩ là tôi không có chánh kiến. Cho nên á, là khi ai đó mà nói về chánh kiến á, thì họ sẽ không chịu nổi và họ sẽ cưỡng lại nó. Họ sẽ bài xích nó và họ sẽ căm thù người nói. Rồi khi ai đó nói về cái sự giữ giới thì họ thấy là họ không có giới. Từ đó họ bài xích những người đang nói chuyện về giới và họ căm thù những người đang nói chuyện về giới. Rồi cái người mà sống ác ấy, sống bất thiện, tà kiến thì có một đặc điểm đó là họ nghe ai á, nói cái gì thì họ cũng nghĩ là người ta đang nói xấu mình. Bởi vì cái chỗ xấu của mình á, nó đủ hết trơn á. Cho nên mà người ta nói cái gì người ta cũng đều thì họ cũng nghĩ là người ta đang nói xấu mình. Nhưng cái vấn đề không phải ở người ta, vấn đề nằm ở mình. Ha. Thành ra có một cái câu như thế này đó là người dù cho người ta đúng hay sai như thế nào đi chăng nữa mà bản thân mình phiền não á là mình đã sai rồi.